Xin chào quý vị và bà con nông dân. Những ngày này, thời tiết nắng nóng đang diễn ra trên diện rộng ở hầu khắp khu vực Trung Bộ. Suốt khu vực từ Thanh Hóa, Nghệ An trở vào đến Bình Định và Phú Yên, trời có nắng từ sớm và cường độ gay gắt vào trưa chiều. Mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 34 cho đến 37 độ. Thậm chí sang ngày mai 26 tháng 6, mức nhiệt cao nhất ngày còn gia tăng thêm. Nắng nóng càng gay gắt hơn vì không chỉ có nhiệt cao mà thời gian có nhiệt độ cao cũng kéo dài. Mức nhiệt trên 35 độ duy trì suốt từ 11 giờ trưa cho đến 17 giờ chiều. Đáng lưu ý là do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài kết hợp với gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh, khiến độ ẩm trong không khí giảm thấp chỉ trong khoảng 40-60%, khiến trời cực kỳ khô nóng. Trong điều kiện thời tiết này thì nguy cơ cháy nổ dân sinh, đặc biệt là cháy rừng luôn được cảnh báo ở mức cao nhất. Thưa quý vị và bà con, hẳn nhiều bà con vẫn còn nhớ vụ cháy rừng lịch sử xảy ra vào những ngày cuối tháng 6 năm 2019 ở Hà Tĩnh. Đây là vụ cháy rừng lớn nhất và kéo dài suốt 3 ngày liên tục đã khiến 92,4 hectare rừng thông phòng hộ trên 50 năm tuổi bị thiêu rụi, gây thiệt hại 3,2 tỷ đồng. Trong những năm qua, mùa nắng nóng nào Hà Tĩnh cũng xảy ra các vụ cháy rừng. Ngoài nguyên nhân do thời tiết cực đoan thì ý thức phòng cháy chữa cháy rừng của một số chủ rừng, một số bộ phận người dân là điều đáng lo ngại. Phần lớn các vụ cháy rừng xuất phát từ sự bất cẩn của người dân khi đốt rác sau vườn nhà, đốt ong, tự ý xử lý thực bì bằng lửa trong thời gian cao điểm nắng nóng. Ngoài ra, một số khu rừng có đền chùa, miếu, khu di tích lịch sử, nghĩa trang, nhưng chính quyền địa phương, chủ rừng chưa quan tâm cắm các biển báo, biển cấm lửa nên người dân còn chủ quan khi thắp hương, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng. Thêm vào đó, lực lượng kiểm lâm địa phương mỏng nên công tác tuần tra kiểm soát chưa được phủ rộng, khắp kín để các nguồn lửa từ bên ngoài vẫn có thể xâm nhập vào rừng. Trong khi đó, việc phát hiện báo cháy và chữa cháy đôi khi chưa được triển khai kịp thời hiệu quả. Hy vọng từ nhìn nhận các nguyên nhân này sẽ sớm khắc phục, bảo vệ các cánh rừng trước mỗi mùa nắng nóng. Khép lại bản tin thời tiết đông vụ hôm nay là dự báo nhiệt độ các khu vực trong đêm nay và ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo. Thank you.